Thu Nguyệt này, uh, trong những bài trước ấy, chúng ta đã học nhiều mẫu câu rồi. Vậy hôm nay chúng ta học mẫu câu mới nào nhỉ? Vâng, Hồng Anh, hôm nay chúng ta học mẫu câu Yù rú. Có nghĩa là thà, còn hơn. Sự việc nói trong mệnh đề không thể cùng tồn tại mà phải lựa chọn một trong nội dung sự việc. Sau đây chúng ta học câu thứ nhất. 与其浪费时间，不如做些有意义的事. lãng phê thời Có nghĩa là, thà làm một số việc có ý nghĩa còn hơn lãng phí thời gian. Yù lãng phê thời Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 与其浪费时间，不如做些有意义的事。mời các bạn đọc lại lần nữa。与其浪费时间，不如做些有意义的事。Chúng ta học từ mới. 浪费<費>，có nghĩa là lãng phí，lãng phí，lãng phí。 lãng phê. Chúng ta tiếp tục học từ mới. Sử gian. Có nghĩa là thời gian. Sử gian. Sử gian. gian. Chúng ta học tiếp từ mới. Y, y Có nghĩa là ý nghĩa. Y y Y ý. Ý Chúng ta học tiếp từ mới. sự, sự tình, Có nghĩa là việc, sự việc. sự, sự, Sư Chúng ta học câu thứ hai. Yù chí, sô sì bế rèn răng nì thông khủ. Bù rù sô, da siêu bù Thà nói, tu dưỡng của bản thân còn khiếm khuyết. Hơn là nói người khác làm mình đau khổ. YỬ CHÌNH SỐ SỰ BIỆR RỜN RĂNG NÌ THÔNG KHỦ BÙ RÚ SỐ SỰ GIỜI đà, XIÊU YẢNG BÚ CÂU Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. YỬ CHÌNH SỐ SỰ BIỆR RỜN RĂNG NÌ THÔNG KHỦ BÙ RÚ SỐ GIỜI ĐA 修养不够。mời các bạn đọc lại lần nữa。与其说是别人让你痛苦，不如说自己的修养不够。Chúng ta học từ mới. 别人。có nghĩa là người khác。别人，别人，别人。 Chúng ta học tiếp từ mới. Thông khổ. Có nghĩa là đau khổ. Thông khổ. Thông khổ. Thông khổ. Chúng ta học tiếp từ mới. Tự chỉ. Có nghĩa là bản thân mình. Tự kỷ, Tự kỷ, Tự chỉ. Chúng ta học tiếp từ mới. Xiu <tiếm> yang Có nghĩa là tu dưỡng Xiu <tiếm> yang Xiu <tiếm> yang Xiu <tiếm> yang Chúng ta học tiếp câu thứ ba Yù chí chẩn dịnh quá khứ, Bù như quy hoa hảo tương lái Có nghĩa là thà quy hoạch tốt tương lai còn hơn chìm đắm trong quá khứ. 与其沉浸在过去，不如规划好将来。mời các bạn đọc theo thu n y ệ t 与其沉浸在过去，不如规划好将来。m i các bạn đọc lại lần nữa. 与其沉浸在过去，不如。 phát hóa hảo tương lai. Chúng ta học từ mới. Trẩn cận. Có nghĩa là chìm đắm, say sưa. Trẩn cận. Trẩn cận. Trẩn cận. Mời explicit. các bạn học tiếp từ mới. Watson, so qua qua quá khứ. Có nghĩa là đã qua, quá khứ. Quá khứ. Quá khứ. Mời các bạn học tiếp từ mới. Quy hỏa Có nghĩa là quy hoạch. Quy hỏa Quy hỏa Quy hỏa Chúng ta học tiếp từ mới. Chiang lai. Có nghĩa là tương lai. Chiang lai. Chiang lai. Chiang lai. Chúng ta học câu thứ tư. Yù chí. 等待好运，不如创造机遇。có nghĩa là thà sáng tạo cơ hội còn hơn chờ đợi vận may. 与其等待好运，不如创造机遇。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 与其等待好运，不如 Chuang tạo chi yu. Mời các bạn đọc lại lần nữa. Yu chi tòng tay hao yun. Bu rủ chuang tạo chi yu. Mời các bạn học từ mới. Tòng tay. có nghĩa là chờ đợi đợi chờ. Tòng tay. Tòng tay. Tòng tay. Mời các bạn học tiếp từ mới. Hào yun có nghĩa là vận may may mắn hào yên hào, yun. hào yun. mời các bạn học tiếp từ mới tạo. có nghĩa là sáng tạo chuang tạo. 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 tạo mời các bạn học tiếp từ mới Chi có nghĩa là cơ hội Chi 机遇，机遇。